Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay là lên sóng thêm một con quay S nữa. Thì con này 207 anh em ha. Xe thì đều đang có tại cửa hàng SOS hàng sáng nha anh em. Xe thì đang có tại cửa hàng SOS hàng sáng. Địa chỉ là 9/6A khu phố 1 Tâm Hòa Biên Hòa Đồng Nai. Thì giới thiệu với anh em con này quay S 207. Xe máy móc zin anh em nhé. Nói chung xe máy móc zin. Con này thì thắng đồng anh em, thắng đồng. Đấy, anh em nào muốn thắng đĩa thì có thắng đĩa nha. Con này thì giá 11 năm anh em, 11 năm. Anh em nào thích thắng đồng thì lấy con này, còn anh em nào thích thắng đĩa thì có mấy con khác nha. Đó, cam đùm đèn thì cũng đều là Gucci hết mọi người ạ. Cam đùm đèn thì đều là Gucci hết. Vỏ lốp dày anh em, nói chung là xe cổ ngoài mấy con này vỏ lốp dày. Dành chân dành áo thì cũng được. Còn dày lắm, này không biết sơn lại. Này về trước mình như sơn lại thôi, còn mấy cái này thì còn được. Tem này thì cũng là tem mới rồi, tem này tem mới rồi đó, tem này tem mới rồi anh em. Nói chung mấy con này bây giờ là em quan tâm nhiều về phần máy móc anh em ạ. Máy móc nó còn nguyên zin êm ái cho anh em, chứ còn mấy cái dần chân dần áo tem bọng nó có chảy xước là chắc chắn không tránh khỏi rồi anh em. Còn đẹp lắm. NF100 Gucci ha. Đấy, quay cố gắng quay chi tiết cho anh em mấy cái dàn chân dàn áo rồi cái dàn chân đó anh em. Dàn chân với máy móc đó, nó cứng cáp và anh em đi lại nó bền bỉ ha. Chứ còn cái dàn áo thì cái bề ngoài của nó anh em. Đấy, con đó mình dọn lại, nếu mà mình có tiền mình dọn lại thì nó đẹp hơn nhiều, còn nếu mà không có tiền thì mình dọn thì mình để nguyên đó thì cũng vẫn rất là ok nhé mọi người. Rất là ok ha. 11 năm anh em ha. Biển 63 7468. Con này 6x3 giá 11 năm. Đó, nói chung là 6x3 là cái xe này là xe của thành phố Biên Hòa anh em. Con này xe biển số tỉnh. Đó, nên là giá của nó xe chất xe của nó ngon hơn rất là nhiều anh em ạ. Chất xe của xe đi trong thành phố khác nha. 11 năm. Giá đồ giá mới ha. Con này thì lên bóng led rồi. Mọi chức năng đều hoạt động đầy đủ anh em nhé. Một chức năng hoạt động đầy đủ. Honda ổn áp anh em ha, 207. Cam đồng đều thì đều Gucci hết, nói chung mấy cái này còn nguyên hết này, ve cũng còn nguyên này, cũng không xi dặm gì hết này. Vỏ lốp thì cũng còn dày ha, tem bọng thì nói chung là con này tem mới hết rồi anh em ơi. Con này nhìn nhận cũng tem mới hết rồi. Bình xăng này. Bình xăng này cũng được anh em nhé. Xăng cũng được. Quay S. Chung là anh em nào thích chơi thì liên hệ Hoàng Sáng nha, 0983533445 làm việc đến cửa hàng nha. Đấy, mấy con này thì giá mềm, xe phổ thông giá mềm. Anh em có nhu cầu mà mua về đi ship, về đi chở hàng hay là đi công trình công trường thì liên hệ lấy mấy con này nha. Mấy con này thì anh em đi chục năm, mười mấy năm nữa vẫn xin dê. Anh em lâu lâu cứ bảo trì bảo dưỡng đầy đủ và đi không xin dê đâu. Đấy, cái dòng mấy dòng xe này thực ra tầm 11 rưỡi đổ lại anh em, 11 rưỡi 12 rưỡi đổ lại thì hướng đến anh em đi làm nhiều nhá. Hướng đến anh em đi làm nhiều, còn những cái hàng cao cấp mà ví dụ như nó 15 16 17 18 á thì hoặc là mấy con xe cao á thì cái chất của xe nó khác biệt lắm, thì nó lấy để anh em đi gọi là đi chơi xe cà phê cà pháo nó khác nha. Những con đó thì nó khác, còn mấy con này thì nói chung là hướng đến anh em mà đi làm nhiều ha. Anh em đi cày đi quốc á. Đó, thì chia sẻ với anh em như vậy nha. 0983533445 giá 11 năm. Anh em liên hệ Hoàng Sáng nha, có trả góp có ship xe đầy đủ. Xe thì sang tên hút gốc được. Đó. Rồi, em kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha.